kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, trước thông tin cho rằng, bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, bị nhóm lừa đảo trên mạng chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết đang xác minh thông tin. Liên quan tới việc Chủ tịch UBND huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai bị lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, một lãnh đạo Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai cho hay, trước đó chỉ nghe rầm gian vụ việc này, chưa có báo cáo, Tuy nhiên, sau khi báo chí thông tin về việc chủ tịch huyện bị lừa với số tiền rất lớn, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sẽ lưu ý về việc kê khai tài sản của chủ tịch huyện. Theo các nguồn tin cho hay, bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch, đã bị nhóm lừa đảo dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có công nghệ cao để lấy tiền của bà Hương từ nhiều tài khoản. Số tiền bị lừa có thể chưa dừng ở con số hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua trao đổi với bà Nguyễn Thị Giang Hương, bà không xác nhận bị lừa đảo hơn 100 tỷ đồng và cho biết sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra. Theo thông tin ban đầu, các cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh điều tra vụ việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thông tin số tiền bị chiếm đoạt rất lớn với con số nhiều tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Giang Hương, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ nữ hành khách bị nhà xe limousine hành hung bỏ rơi giữa cao tốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13,5 triệu đồng. Theo đó, chủ xe limousine chạy dù bị xử phạt hai lỗi là không có phù hiệu và lỗi dừng đỗ không đúng quy định. Liên quan đến việc nữ hành khách tố bị phụ xe limousine bóp cổ, vị lãnh đạo đơn vị thuộc lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiến hành tạm giữ phương tiện, triệu tập những người liên quan đến làm việc đồng thời thông báo rộng rãi để tìm nạn nhân bị hành hung. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dù nhiều lần đăng tải thông tin tìm kiếm, nhưng nữ hành khách tố bị bóp cổ vẫn không đến cơ quan công an làm việc, do vậy không có cơ sở xử lý những hành vi liên quan. Ngày 22 tháng 3, tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các công ty đơn vị tổ chức liên quan. Tại tòa Hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian cho các luật sư bào chữa của nhóm bị cáo giúp Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát quản lý thu chi tiền được rút ra từ ngân hàng SCB lên phương án phối hợp giải quỹ các khoản vay được SCB giải ngân, bào chữa cho bị cáo Hồ Biểu Phương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, luật sư lập luận bị cáo Hồ Biểu Phương không tham gia xuyên suốt trong quá trình giải ngân chiếm đoạt tài sản từ SCB của Trương Mỹ Lan mà chỉ là một mắt xích nhỏ trong đường dây rút tiền. Trương Mỹ Lan là người chỉ đạo tất cả chuỗi giải quỹ, rút tiền, người lên danh sách các khoản vay khống là bị cáo Nguyễn Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, sau đó chuyển sang bộ phận khác thực hiện hành vi giải quỹ. Vai trò của Hồ Biểu Phương chỉ dừng lại ở việc áp đơn giá cổ phần chuyển nhượng sau khi tiền đã được giải ngân về cho công ty vay. Khi bào chữa cho bị cáo Diệp Bảo Châu, phó tổng giám đốc SCB, luật sư Trần Minh Hải đề nghị hội đồng xét xử xác định lại cách tính hậu quả của vụ án để có lợi nhất cho thân chủ cũng như các bị cáo khác, theo phương pháp dư nợ trừ đi giá trị tài sản đảm bảo của mỗi khoản vay. Ngoài ra, luật sư Trần Minh Hải cho biết, sau khi nghiên cứu kỹ các tài liệu trong hồ sơ vụ án, thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan có tới 1.186 tài sản đảm bảo cho 1.284 khoản vay, tức số mã tài sản đảm bảo hơn như cáo trạng xác định là 1.166 tài sản và tổng tài sản bị loại bỏ ra khỏi danh mục tài sản khấu trừ thiệt hại là 666 tài sản do công ty thẩm định giá Hoàng Quân từ chối thẩm định. Theo luật sư Hải, 666 tài sản này dù bị từ chối vì lý do gì thì vẫn đang là tài sản thực và là tài sản hợp pháp của bị cáo trường Mỹ Lan. SCB đang quản lý, chưa từng giải chấp các tài sản này hoặc trả lại tài sản cho chủ tài sản. Vì vậy, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét giá trị 666 tài sản này đang bị loại bỏ khỏi danh mục tài sản đảm bảo được khấu trừ thiệt hại. Mới đây, Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ bà Trần Thị Trúc người bị mất 11,9 tỷ đồng trong tài khoản vừa được mở ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh buộc Vietcombank phải bồi thường thiệt hại cho bà Trần Thị Trúc 700 triệu đồng. Bà Trúc cho biết bà kháng cáo toàn bộ bản án đã tuyên của tòa án cấp sơ thẩm mà bà khởi kiện Vietcombank vì khoản tiền 700 triệu đồng được nhận bồi thường theo bản án đã tuyên là quá ít so với tổng số tiền 11,9 tỷ đồng bị mất trong tài khoản được mở tại ngân hàng này. Tại phiên xử sơ thẩm, đại diện Vietcombank cũng đề nghị tòa không chấp nhận đơn khởi kiện của bà Trúc, bởi Vietcombank đã thực hiện đúng đầy đủ các quy định tư vấn, hướng dẫn thủ tục mở và sử dụng tài khoản cho khách hàng. Sau vụ việc này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank, VCB cũng đã gửi những thông tin như sau. Trong thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm tài chính, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao liên quan đến giao dịch ngân hàng, trong đó có lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới nhiều hình thức. Vietcombank đã liên tục đưa ra nhiều cảnh báo nhằm khuyến cáo khách hàng lưu ý thực hiện theo các hướng dẫn giao dịch an toàn, chủ động phòng tránh rủi ro và bảo vệ tài sản của mình. Các thông tin hướng dẫn giao dịch an toàn thường xuyên được Vietcombank cập nhật trên website chính thức của ngân hàng và trên giao diện của VCB Digibank. Tuy nhiên, Vietcombank rất tiếc vẫn có khách hàng như trường hợp bà Trúc do bị đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, đe dọa, ép buộc nên đã tự cài phần mềm giả mạo vào máy điện thoại không thực hiện đúng theo các hướng dẫn về giao dịch an toàn của ngân hàng, nên đã bằng hành vi của mình tự cung cấp toàn bộ các thông tin bảo mật được ngân hàng cung cấp dành riêng cho khách hàng, cho các đối tượng lừa đảo. Từ các thông tin bảo mật được khách hàng cung cấp đó, đối tượng lừa đảo đã thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Đây là thủ đoạn của tội phạm đã được các cơ quan nhà nước cũng như Vietcombank thường xuyên cảnh báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở giao dịch và trên các ứng dụng giao dịch trong thời gian dài. Vietcombank sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại nội dung bà Trúc khởi kiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp đúng đắn theo quy định pháp luật của các bên. Liên quan đến vụ việc bị cáo uống thuốc trừ cỏ sau khi tòa tuyên án, tối ngày 22 tháng 3, lãnh đạo Tòa Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có thông tin với báo chí xung quanh vụ việc này. Lãnh đạo Tòa Nhân dân tỉnh Cà Mau cho rằng bản án đã tuyên về nguyên tắc tòa phải ban hành nhưng bị cáo đã tử vong. Đây là trường hợp chưa có tiền lệ tại địa phương nên tòa đã báo cáo với các cơ quan cấp trên. Theo lãnh đạo tòa nhân dân tỉnh Cà Mau, nếu không cơ quan nào thay đổi bản án thì việc bị cáo mất phải đình chỉ thi hành án. Theo nguyên tắc, tòa sơ thẩm sẽ ra quyết định đình chỉ. Cũng theo lãnh đạo tòa nhân dân tỉnh Cà Mau, sự vụ nằm ngoài ý muốn của tòa. Trường hợp này bị cáo không đồng ý thì có quyền yêu cầu lên tòa cấp cao hơn, nhưng bị cáo lại không làm như vậy. Được biết, sau khi xảy ra vụ việc trên, tòa án nhân dân tỉnh cà mau đã thông tin kết quả xét xử đến ủy ban nhân dân tỉnh cà mau khi nhận thông tin bị cáo lml người uống thuốc trừ cỏ sau khi kháng cáo bất thành tòa án nhân dân tỉnh cà mau cho rằng bị cáo l phạm tội với vai trò giúp sức